Năm là tâm ưu buồn luyến tiếc khi xả bỏ vật sở hữu, sáu là tâm đối với người đến xin tìm cách dối gạt. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ sáu thường nên viên mãn sáu pháp nói trước và nên ra lìa sáu pháp nói sau. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ bảy nên ra lìa 20 pháp. Những gì là 20? Một là nên ra lìa chấp ngã cho đến chấp người thấy, hai là nên ra lìa chấp đoạn, ba là nên xa lìa chấp thường, bốn là nên xa lìa chấp tướng, năm là nên xa lìa chấp kiến, sáu là nên xa lìa chấp tên danh sắc, bảy là nên xa lìa chấp uẩn, tám là nên xa lìa chấp xứ, chín là nên xa lìa chấp giới, mười là nên xa lìa chấp đế, 11 là nên xa lìa chấp duyên khởi, 12 nên xa lìa chấp đắm trước trong ba cõi, 13 nên xa lìa chấp tất cả pháp, 14 nên xa lìa chấp tất cả pháp như lý bất như lý, 15 nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc Phật, 16 nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc pháp, 17 nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc tăng, 18 nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc giới, 19 nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc không, 20 nên xa lìa nhàm chán lo sợ tánh không. Lại nên viên mãn 20 pháp. Những gì là 20? Một là nên viên mãn thông đạt không, hai là nên viên mãn chứng vô tướng, ba là nên viên mãn biết vô nguyện, bốn là nên viên mãn ba luân thanh tịnh, năm là nên viên mãn thương xót hữu tình và đối với hữu tình không chấp trước, sáu là nên viên mãn thấy tất cả pháp bình đẳng và đối với điều này không chấp trước, bảy là nên viên mãn thấy tất cả hữu tình bình đẳng và đối với điều này không chấp trước, tám là nên viên mãn thông đạt nghĩa lý chân thật và ở trong đó không chấp trước, 9 là nên viên mãn trí vô sanh nhẫn, 10 là nên viên mãn thuyết tất cả pháp nghĩa lý nhất tướng, 11 nên viên mãn diệt trừ phân biệt, 12 nên viên mãn xa lìa các tưởng, 13 nên viên mãn xa lìa các kiến, 14 nên viên mãn xa lìa phiền não, 15 nên viên mãn địa chỉ quán, 16 nên viên mãn điều phục tâm tánh, 17 nên viên mãn tịch tịnh tâm tánh, 18 nên viên mãn trí tánh vô ngại, 19 nên viên mãn không có ái nhiễm, 20 nên viên mãn tùy theo ý muốn đến các cõi Phật, ở trong chúng hội Phật tự hiện thân mình. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ bảy thường nên xa lìa 20 pháp nói trước và nên viên mãn 20 pháp nói sau. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ 8 nên viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? Một là nên viên mãn hiểu rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình, hai là nên viên mãn an trụ các thần thông, ba là nên viên mãn thấy các cõi Phật như sở kiến của mình mà tự nghiêm tịnh các cõi Phật, bốn là nên viên mãn phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn đối với thân Như Lai quán sát như thật. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ 8 đối với 4 pháp này nên cố gắng viên mãn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ 9 nên viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? Một là nên viên mãn trí căn thắng liệt, hai là nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, ba là nên viên mãn thường nhập các định đẳng trì như huyễn, bốn là nên viên mãn tùy theo căn lành của các hữu tình đã thuần thục nên vào các cõi tự hiện thân hóa sanh. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ 9 đối với 4 pháp này nên cố gắng viên mãn. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát, khi an trụ địa thứ 10 nên viên mãn 12 pháp. Những gì là 12? Một là nên viên mãn nhiếp thọ vô biên xứ sở đại nguyện, tùy theo sở nguyện đều làm cho chứng đắc. Hai là nên viên mãn trí tuệ tùy theo âm thanh các loại khác nhau, trời rồng dược xoa vân vân. Ba là nên viên mãn biện thuyết vô ngại. Bốn là nên viên mãn vào thai đầy đủ. Năm là nên viên mãn ra đời đầy đủ. Sáu là nên viên mãn gia tộc đầy đủ. Bảy là nên viên mãn dòng họ đầy đủ. Tám là nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ. Chín là nên viên mãn sanh thân đầy đủ. 10 là nên viên mãn xuất gia đầy đủ, 11 nên viên mãn trang nghiêm cội bồ đề đầy đủ, 12 nên viên mãn tất cả công đức thành tựu đầy đủ.
Này thiện hiện các đại Bồ Tát khi ăn trụ địa thứ 10 nên cố gắng viên mãn 12 pháp này. Này thiện hiện ông nên biết đại Bồ Tát nào an trụ địa thứ 10 rồi nên nói không khác chư Như Lai. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tăng thượng ý lạc? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí tu tập tất cả thiện căn thủ thắng? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tăng thượng ý lạc. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình? Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí hướng đến bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tâm bình đẳng với tất cả hữu tình. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp bố thí? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào đối với tất cả hữu tình thực hành bố thí không phân biệt? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp bố thí. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp thân cận bạn lành? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào thế các bạn lành quyến hóa hữu tình, làm cho họ tu tập trí nhất thiết trí đến thân cận, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, thưa hỏi, lãnh thọ, chánh pháp, ngày đêm phụng sự, tâm không mệt mỏi, biếng nhát? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp thân cận bạn lành. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp cầu pháp? Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, siêng năng mong cầu chánh pháp vô thượng của Như Lai không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, vân vân? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp cầu pháp. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp thường ưa xuất gia? Này thiện hiện đại Bồ Tát sanh ở đâu cũng thường nhàm chán, chỗ ở viên não phức tạp khó chịu giống như lao ngục, thường thích Phật pháp thanh tịnh xuất gia, tịch tịnh vô vi như hư không không chướng ngại? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp thường ưa xuất gia. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp ưa thích thân Phật? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào một khi trông thấy hình tướng Phật rồi cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí hoàn toàn không bỏ tác ý niệm Phật? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp ưa thích thân Phật. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp xiền dương giáo pháp? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào khi Phật còn tại thế và sau khi niết bàn, vì các hữu tình xiển dương giáo pháp đầu giữa sau đều thiện, văn nghĩa thiện xảo, thuần nhất viên mãn thanh bạch phạm hạnh, nghĩa là từ khế kinh cho đến luận nghị, đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp xiển dương giáo pháp. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp phá bỏ kiêu mạn? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào thường ôm lòng kính nhường điều phục tâm kiêu mạn, do đó không sanh vào dòng họ thấp hèn? Đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp phá bỏ kiêu mạn. Thế nào là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp lời nói chân thật? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào nói đúng theo hiểu biết của mình, lời nói hành động hợp nhau, đó là đại Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp lời nói chân thật. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi ăn trụ sơ địa nên khéo tu trì 10 thắng nghiệp này. Thế nào là đại Bồ Tát giới thanh tịnh? Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào không phát sanh tác ý đến thanh văn độc giác và các điều phá giới chướng ngại pháp Bồ Đề, đó là đại Bồ Tát giới thanh tịnh. Thế nào là đại Bồ Tát tri ân báo ân? Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi thực hành hạnh thù thắng của Bồ Tát, chịu ân nhỏ của người còn phải báo đáp nhiều, huống chi là ân lớn mà không báo đáp, đó là đại Bồ Tát tri ân báo ân. Thế nào là đại Bồ Tát an trụ lực nhẫn nhục? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào, giả sử tất cả hữu tình đều làm hại mà có thể đối với họ không có tâm giận dữ làm hại,
đó là Đại Bồ Tát an trụ lực nhẫn nhục. Thế nào là Đại Bồ Tát được sự rất hoan hỷ? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thế các hữu tình thực hành ba thừa rồi được thành thục, tâm rất vui mừng, đó là Đại Bồ Tát được sự rất hoan hỷ. Thế nào là Đại Bồ Tát không xả bỏ hữu tình? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào muốn cứu giúp khắp tất cả hữu tình, đó là Đại Bồ Tát không xả bỏ hữu tình. Thế nào là Đại Bồ Tát phát lòng đại bi? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi thực hành các hạnh thù thắng của Bồ Tát thường nghĩ như vậy, ta làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Giả sử trải qua vô lượng vô số hằng hà sa kiếp ở trong địa ngục lớn, chịu các khổ nặng, hoặc đốt, hoặc nấu, hoặc mổ, hoặc xẻ, hoặc đâm, hoặc tra, hoặc xay, hoặc giã, chịu vô lượng các khổ như vậy cho đến làm cho các loại hữu tình kia nương vào Phật thừa mà viên tịch. Như vậy, tất cả có hữu tình cùng tận, nhưng tâm đại bi của ta cũng không lười bỏ. Đó là Đại Bồ Tát thường phát lòng đại bi. Thế nào là Đại Bồ Tát? Đối với các bậc sư trưởng đem lòng tin tưởng, cung kính, thăm hỏi, phụng sự cúng dường như là phụng sự chư Phật. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào vì mong cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên cung kính hiếu thuận với sư trưởng không luyến tiếc, đó là Đại Bồ Tát đối với các bậc sư trưởng đem lòng tin tưởng cung kính thăm hỏi phụng sự cúng dường như phụng sự chư Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát siêng năng mong cầu tu tập pháp ba la mật đa? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với tất cả ba la mật đa chuyên tâm cầu học, không nghĩ đến các việc khác, đó là Đại Bồ Tát siêng năng mong cầu tu tập pháp ba la mật đa. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ hai đối với tám pháp này nên suy nghĩ học tập làm cho mau viên mãn. Thế nào là Đại Bồ Tát siêng năng mong cầu nghe nhiều thường không nhàm chán đối với pháp đã nghe không chấp văn tự? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nỗ lực tinh tấn suy nghĩ như vậy, hoặc ở cõi Phật này, hoặc ở mười phương thế giới, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thuyết giảng chánh pháp, tôi sẽ lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tu học rốt ráo, làm cho không thiếu sót, mà ở trong chánh pháp đó không chấp văn tự, đó là Đại Bồ Tát siêng năng mong cầu nghe nhiều thường không nhàm chán đối với pháp đã nghe không chấp văn tự. Thế nào là Đại Bồ Tát đem tâm không nhiễm thường hành pháp thí, tuy giáo hóa nhiều nhưng không tự cao? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào giảng thuyết chánh pháp cho các hữu tình, còn không đem thiện căn này hồi hướng quả bồ đề cho mình, huống là mong cầu việc khác, tuy giáo hóa nhiều nhưng không tự thị? Đó là Đại Bồ Tát đem tâm không nhiễm thường hành pháp thí, tuy giáo hóa nhiều nhưng không tự cao. Thế nào là Đại Bồ Tát làm trang nghiêm cõi tịnh độ, gieo trồng các căn lành, tuy có hồi hướng nhưng không tự cao? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào dũng mãnh tinh tấn tu tập các thiện căn, vì muốn làm trang nghiêm các cõi Phật và làm thanh tịnh cõi tâm mình, người tuy làm việc này nhưng không tự cao, đó là Đại Bồ Tát trang nghiêm cõi tịnh độ, gieo trồng các căn lành, tuy có hồi hướng nhưng không tự cao. Thế nào là Đại Bồ Tát giáo hóa hữu tình, tuy không nhàm chán vô biên sanh tử, nhưng không kiêu mạn buông lung? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào vì muốn giáo hóa tất cả hữu tình, gieo trồng các căn lành, làm nghiêm tịnh cõi Phật, cho đến chưa viên mãn trí nhất thiết trí, tuy chịu vô biên khổ nhọc sanh tử, nhưng không nhàm chán cũng không tự cao, đó là Đại Bồ Tát giáo hóa hữu tình, tuy không nhàm chán vô biên sanh tử, nhưng không kiêu mạn buông lung. Thế nào là Đại Bồ Tát tuy an trụ tàm quý mà không chấp trước? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chuyên mong cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì có tàm quý nên hoàn toàn không bao giờ khởi niệm tác ý về thanh văn độc giác, mà ở trong đó cũng không chấp trước, đó là Đại Bồ Tát tuy an trụ tàm quý mà không chấp trước. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ ba nên thường an trụ năm pháp như vậy. Hết quyển thứ 415.